Mến chào quý vị và các bạn đã đến với bản tin thời sự tin nóng 24 giờ. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua. Chương trình hôm nay của chúng tôi sẽ có những nội dung chính đáng chú ý như sau. Yêu cầu tháo dỡ biệt phủ của đại gia khoáng sản ở Bình Thuận. Kính thưa quý vị, Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận yêu cầu tháo dỡ căn biệt phủ của một đại gia khoáng sản ở huyện Tánh Linh do vi phạm lĩnh vực xây dựng. Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận đề nghị Ủy ban Nhân dân huyện Tánh Linh tổ chức tháo dỡ căn biệt phủ xây dựng trái phép của ông CTS ở xã Gia An. Trước đó, ngày 15 tháng 8 năm 2022, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Tánh Linh đã ban hành công văn đề nghị tháo dỡ công trình căn biệt phủ trên của ông CTS do vi phạm trong lĩnh vực xây dựng. Tuy nhiên, đến nay, công trình không tháo dỡ mà đã hoàn thiện và đưa vào sử dụng. Vì vậy, Sở Xây dựng đề nghị Ủy ban Nhân dân huyện Tánh Linh thực hiện ngay việc tháo dỡ công trình vi phạm trật tự xây dựng của ông S. Đồng thời, địa phương phải xử lý trách nhiệm tổ chức cá nhân có liên quan đến việc sai phạm nêu trên. Kết quả xử lý vi phạm trật tự xây dựng báo cáo Sở Xây dựng trước ngày 30 tháng 10 năm 2024. Từ phản ánh của người dân về việc căn biệt phủ của ông S xây dựng nguy nga nhưng không có giấy phép xây dựng, tháng 3 năm 2022, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Tánh Linh ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Tánh Linh cũng yêu cầu trong thời gian 90 ngày, chủ của căn biệt phủ này phải hoàn thành hồ sơ, đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp phép xây dựng theo quy định đối với phần diện tích đất phù hợp quy hoạch. Quá thời hạn, ông S không hoàn thành hồ sơ, do đó địa phương yêu cầu ông S tự phá dỡ công trình, phần công trình xây dựng vi phạm. Đến nay, công trình vi phạm nêu trên chưa tháo dỡ, còn xây thêm tường rào kiên cố bao quanh, gây dư luận xấu. Được biết, ông S kinh doanh lĩnh vực khoáng sản ở địa phương. Quy định mới về khung giờ cấm bấm còi để tránh bị phạt tiền. Thưa quý vị, việc bấm còi không đúng giờ, không đúng nơi quy định theo Luật Trật tự An toàn Giao thông Đường bộ, tài xế có thể bị phạt tiền với nhiều mức khác nhau. Luật Trật tự An toàn Giao thông Đường bộ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2025, có nhiều quy định liên quan đến việc điều khiển phương tiện của tài xế. Tại Điều 21 đã thay đổi quy định về sử dụng tín hiệu còi đối với phương tiện tham gia giao thông đường bộ. Tại khoản 2, Điều 8 của Luật Giao thông Đường bộ năm 2008, một trong những hành vi bị nghiêm cấm đó là bấm còi, rú ga liên tục, bấm còi trong thời gian từ 22 giờ đến 5 giờ, bấm còi hơi, sử dụng đèn chiếu xa trong đô thị và khu đông dân cư, trừ các xe được quyền ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ theo quy định của luật này. Tuy nhiên, Luật Trật tự An toàn Giao thông Đường bộ số 36/2024/QH15 đã có riêng một điều khoản quy định về việc sử dụng tín hiệu còi. Theo đó, tại Điều 21 luật này nêu rõ, người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ chỉ được sử dụng tín hiệu còi trong các trường hợp sau đây. Báo hiệu cho người tham gia giao thông đường bộ khi xuất hiện tình huống có thể mất an toàn giao thông, báo hiệu chuẩn bị vượt xe. Bên cạnh đó, người điều khiển phương tiện không sử dụng còi liên tục, không sử dụng còi có âm lượng không đúng quy định, không sử dụng còi trong thời gian từ 22 giờ ngày hôm trước đến 5 giờ sáng ngày hôm sau trong khu vực đông dân cư, khu vực cơ sở khám chữa bệnh, trừ xe ưu tiên. Việc bấm còi không đúng nơi đúng chỗ không chỉ là hành vi thiếu văn hóa mà còn có thể bị xử phạt theo quy định tại Nghị định số 100. Đối với ô tô và các loại xe tương tự ô tô, việc sử dụng còi sai quy định sẽ bị xử phạt theo Điều 5, Nghị định số 100 như sau, phạt tiền từ 300.000 đến 400.000 đồng nếu như bấm còi trong đô thị và khu đông dân cư trong thời gian từ 22 giờ ngày hôm trước đến 5 giờ ngày hôm sau. Bấm còi tại nơi có biển báo cấm sử dụng còi trừ các xe ưu tiên theo quy định, phạt tiền từ 800.000 đến 1 triệu đồng nếu bấm còi liên tục, bấm còi hơi trong đô thị, khu đông dân cư trừ các xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ theo quy định. Đối với mô tô và xe máy, việc sử dụng còi sau quy định cũng bị xử phạt nặng theo Điều 6 Nghị định số 100, phạt tiền từ 100 đến 200.000 đồng đối với người điều khiển nếu bấm còi từ 22 giờ ngày hôm trước đến 5 giờ ngày hôm sau trong khu đô thị, khu đông dân cư. Bấm còi ở nơi cấm sử dụng còi, trừ các xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ theo quy định. Nếu bấm còi liên tục trong đô thị, khu đông dân cư, người điều khiển bị phạt tiền từ 400 đến 600.000 đồng. Về quy định sử dụng đèn, tại Điều 20 của luật nêu, người lái xe, người điều khiển xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ phải bật đèn chiếu sáng phía trước trong thời gian từ 18 giờ ngày hôm trước đến 6 giờ ngày hôm sau, hoặc khi có sương mù, khói bụi, trời mưa, thời tiết xấu làm hạn chế tầm nhìn. Người lái xe, người điều khiển xe máy chuyên dùng phải tắt đèn chiếu xa, bật đèn chiếu gần trong các trường hợp sau đây: khi gặp người đi bộ qua đường, khi đi trên các đoạn đường qua khu đông dân cư có hệ thống chiếu sáng đang hoạt động, trừ trường hợp giải phân cách có khả năng chống chói, khi chuyển hướng xe tại nơi đường giao nhau. Bên cạnh đó, người lái xe, người điều khiển xe máy chuyên dùng khi thực hiện công việc trên đường bộ phải bật sáng đèn cảnh báo màu vàng.
thưởng tiền người tố giác vi phạm giao thông là bước tiến. Thưa quý vị, lần đầu tiên, cơ chế chi tiền thưởng khuyến khích người dân tố giác vi phạm giao thông được chính thức đề xuất trong một văn bản quy phạm pháp luật. Bộ Công an đang xây dựng dự thảo nghị định về quản lý, sử dụng kinh phí thu từ xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông đường bộ và đấu giá biển số xe. Theo dự thảo, cơ quan soạn thảo đề xuất cho phép lực lượng công an sử dụng nguồn kinh phí này để chi khen thưởng cho tập thể, cá nhân đã cung cấp thông tin có giá trị, giúp đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông theo quy định của pháp luật. Theo đó, mức chi cho tập thể, cá nhân đã cung cấp thông tin có giá trị giúp đảm bảo trật tự an toàn giao thông không quá 5 triệu đồng trên một vụ việc. Đề xuất này đang nhận được sự quan tâm lớn từ dư luận. Đây là lần đầu tiên cơ chế chi để thưởng cho người cung cấp thông tin về trật tự an toàn giao thông được chính thức đề xuất trong một văn bản quy phạm pháp luật nhằm áp dụng thống nhất trên toàn quốc. Trước đó, hồi đầu năm 2023, thành phố Hồ Chí Minh là địa phương đầu tiên trong cả nước có cơ chế thưởng tiền cho người dân 10 triệu đồng trên một tin, vụ việc, nhưng chỉ thưởng trong lĩnh vực tin phòng chống tham nhũng. Trở lại với lĩnh vực an toàn giao thông, trước đây, việc kêu gọi toàn dân tham gia cung cấp thông tin về các vi phạm trật tự an toàn giao thông đã được nhiều địa phương và đơn vị thực hiện. Công an ở nhiều địa phương cũng đã công khai trang Zalo, đường dây nóng đề nghị người dân tích cực cung cấp các thông tin, hình ảnh, video phản ánh các hành vi vi phạm giao thông. Tuy nhiên, việc tố giác chủ yếu dựa trên tinh thần tự nguyện của người dân, chưa có cơ chế trả tiền hoặc thưởng cho người cung cấp thông tin có giá trị. Vì vậy, đề xuất cơ chế thưởng tiền của Bộ Công an lần này là một bước tiến quan trọng, rất đáng hoan nghênh nhằm khuyến khích người dân chủ động hơn trong việc tố giác vi phạm, góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Song cơ chế này cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro cần được cân nhắc kỹ lưỡng, đặc biệt là đảm bảo sự minh bạch, công bằng trong việc trao thưởng. Với đề xuất này, dĩ nhiên công an không phải dùng tiền để kêu gọi tố giác vi phạm mà chỉ khuyến khích sự chủ động của người dân như đã nói. Nhưng nếu việc khuyến khích không được thực hiện một cách khéo léo, lành mạnh với các tiêu chí rõ ràng, minh bạch và công bằng, rất dễ dẫn đến tình trạng người dân vì tiền mà báo tin và vì tiền mà báo tin không minh bạch. Thích Chân Quang không bằng cấp 3, lại là tiến sĩ luật học. Ông Vương Tấn Việt, thượng tọa Thích Chân Quang không có bằng tốt nghiệp bổ túc văn hóa cấp 3. Quý vị thân mến, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh đã gửi công văn báo cáo Ban Tôn giáo Chính phủ, Bộ Nội vụ về việc xác minh văn bằng tốt nghiệp cấp 3 bổ túc văn hóa của ông Vương Tấn Việt, thượng tọa Thích Chân Quang. Sở Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp đoàn kiểm tra rà soát toàn bộ hồ sơ bao gồm danh sách thí sinh tốt nghiệp bổ túc trung học phổ thông và danh sách ghi tên ghi điểm của tất cả các thí sinh dự thi khóa ngày 6 tháng 6 năm 1989. Qua đó xác nhận kết quả rà soát hồ sơ thi tốt nghiệp trung học phổ thông của ông Vương Tấn Việt, sinh năm 1959 như sau: không có tên trong danh sách dự thi và bảng ghi tên ghi điểm trong kỳ thi tốt nghiệp bổ túc văn hóa cấp 3 năm 1989 của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh, không có tên trong danh sách cấp bằng tốt nghiệp cấp 3 bổ túc văn hóa khóa ngày 6 tháng 6 năm 1989 của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố. Vậy là đã rõ ông Vương Tấn Việt không có bằng tốt nghiệp bổ túc văn hóa cấp 3. Và câu hỏi đặt ra, tại sao khi Vương Tấn Việt nộp hồ sơ học đại học tại chức ngành luật tại trường Đại học Luật Hà Nội, trường này lại chấp nhận cho học? Nếu như ông Vương Tấn Việt có được bằng tốt nghiệp bổ túc văn hóa cấp 3, tại sao trường Đại học Luật Hà Nội không kiểm tra và xác minh xem thật giả? Khi ông Vương Tấn Việt làm nghiên cứu sinh, tất cả hồ sơ đều phải được rà soát, nhưng đã lọt qua các cánh cửa kiểm tra, tại sao lại lọt? Nay Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh kết luận như trên, xin hỏi Vương Tấn Việt nộp bằng gì cho trường Đại học Luật Hà Nội để được học cử nhân cho tới tiến sĩ? Ông Vương Tấn Việt làm luận án tiến sĩ siêu tốc, chỉ 2 năm là bảo vệ xuất sắc. Các giáo sư tiến sĩ của trường Đại học Luật Hà Nội ca ngợi hết lời về tài năng xuất chúng của Vương Tấn Việt. Khi đã xác minh thông tin không có bằng bổ túc văn hóa cấp 3 thì có bằng cử nhân luật, tiến sĩ luật của Vương Tấn Việt có giá trị hay không? Trường Đại học Luật Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo phải có câu trả lời dứt khoát, không kéo dài thời gian hơn nữa, phải làm rõ trách nhiệm của các cá nhân liên quan đến bằng cử nhân tiến sĩ của Vương Tấn Việt. Những thông tin vừa rồi đã khép lại thời lượng của tin nóng 24 giờ. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp xin quý vị để lại tại phần bình luận. Xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.